Hello, thầy Phi xin chào tất cả các bạn. Không biết là các bạn ở Việt Nam bây giờ học đến bài mấy rồi và đã chuẩn bị được những gì để có thể sang Nhật Bản rồi. Không biết là đến thời điểm này các bạn có còn muốn sang Nhật Bản nữa hay không? Khi mà số người nhiễm ở Nhật Bản bây giờ là xấp xỉ 1.000 người mỗi ngày. Đó là một con số khủng khiếp các bạn ạ. Osaka bây giờ trước đây chứ còn bây giờ thì cũng đã lên đến là 150 người một ngày rồi. Đó. Mấy ngày liên tiếp đều là trên 100 người cả. Thì nói chung bây giờ tại vì cũng đang rất là lo lắng. Và có thể nói bây giờ Nhật Bản đang là thời điểm nguy hiểm bậc nhất của châu Á đó. Nguy hiểm gọi là rất nguy hiểm. Đó đang tăng rất là lớn. Và cái đợt này thì thấy việc thấy là nó tăng đã cao hơn cái đợt trước rồi. Đợt trước nó tăng lên rồi nó giảm xuống thì đợt này nó đã vượt qua cái con số đỉnh điểm đó rồi. Thì cái đợt này là nhà nước không hề có một cái chính sách nào cả, một cái quy định nào cả về việc cách ly hay là hạn chế gì cả, thậm chí còn khuyến khích đi du lịch. Đó, vừa rồi mới ban hành cái nghị quyết gọi là khuyến khích mọi người đi du lịch để mà tăng trưởng cái kinh tế. Cho nên là đợt này Thái Việt cũng không có hy vọng lắm về cái vấn đề gọi là dịch bệnh nó sẽ giảm xuống nữa, mà bây giờ nói chung là chỉ hy vọng là nó tăng nhưng mà tăng vừa vừa thôi, chứ còn nó cứ tăng kiểu này thì cứ đồ thị nó cứ lên dần dần thế này thì khả năng nó sẽ Nhật Bản sẽ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm luôn các bạn đó. Và nói qua đến đây thì có lẽ các bạn có lẽ cũng không muốn sang Nhật Bản vào thời điểm này nữa đâu đó, bởi vì sao? Các bạn hiện tại không qua được Nhật Bản thì các bạn đã là những người hạnh phúc nhất thế giới rồi. Đó. Việt Nam được bình chọn là một trong những địa điểm gọi là tuyệt vời nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Đó. Khi mà dịch bệnh trong cộng đồng không có, và mới đây thì có một cái ca nào đó ở Đà Nẵng, nhưng mà cho dù là như vậy thì vẫn là một cái địa điểm rất là tuyệt vời. Đó. Thì bây giờ Việt Nam là nơi an toàn gọi là bậc nhất, cho nên là các bạn là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới vào thời điểm này. Cho nên các bạn đừng có tỏ ra bi quan về cái vấn đề là trách móc này kia, là chờ đợi mãi hơn một năm rồi mà vẫn chưa sang Nhật Bản được, nhưng các bạn sang đến đây rồi lại còn khó khăn hơn rất nhiều. Đó. Cho nên là thôi thì là đã nốt chờ thì chờ luôn đi. Hiện tại mình chưa sang được Nhật Bản đó là hạnh phúc. Không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, không phải lo lắng quá nhiều về dịch bệnh. Đó, thì các bạn lại có thêm thời gian để chuẩn bị, để học tiếng, trau dồi kinh nghiệm này kia. Chứ còn như chúng tôi thì là mặc dù đã ra được đây rồi nhưng mà lo lắng về sức khỏe, bệnh tật rất là nguy hiểm các bạn. Không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Bây giờ môi trường trên công ty cũng rất là nguy hiểm. Là các bạn đi chợ búa, đi ra ngoài để nộp tiền này kia, tất cả mọi thứ cũng rất là nguy hiểm. Đi ga tàu. Vừa rồi có thằng em của Thái Việt nó làm ở công ty mà công ty của nó có người bị luôn rồi đó. Đó. Không phải là lên công ty chỉ gặp có một vài người là nó sẽ an toàn đâu các bạn. Công ty bọn Nhật Bản nó đi lung tung lung ta, không thể biết nó ở chỗ nào cả. Cho nên là nó hoàn toàn có thể là một cái gọi là điểm lây nhiễm rất là nguy hiểm. Đó. Vừa rồi Thái Việt có gọi điện cho thằng em cũng ở cùng quê, cùng ở quê luôn. Cách nó có mấy cây số thôi, ở cùng nhà ở quê sát nhau, thì là nó bảo là công ty em vừa rồi có cách đây mấy ngày có một người bị và toàn bộ công ty phải đi xét nghiệm. Đó thì là cũng rất là may mắn và toàn bộ nhân viên công ty đều đi xét nghiệm cả. Thì nghe bảo là nó lấy một cái bông tai gì đó nó chọc vào trong cái mũi này này, nó chọc vào trong cái mũi của mình, sau đó là nó ngoáy ngoáy rồi nó đem cái dung dịch trong mũi này nó đi xét nghiệm. Đó. Thì kết quả là toàn bộ công ty không ai bị cả mà chỉ có một người bị thôi. Đó, những người còn lại là không hề bị gọi là âm tính cả. Đó. Thì nghe bảo là ngay khi mà phát hiện cái thằng đó bị là toàn bộ là được đi xét nghiệm cả. Nhưng mà sau khi xét nghiệm xong có kết quả, xét nghiệm hôm nay là ngày mai có kết quả, thì là ngay lập tức là công ty yêu cầu phải đi làm việc lại ngay từ đầu. Không được nghỉ ngơi, không cách ly gì cả. Đó, rất là nguy hiểm. Mặc dù mấy người Việt Nam cũng rất là sợ, muốn là thôi ở nhà thêm thời gian, lỡ may mà có ai ủ bệnh hay là gì kia thì rất là nguy hiểm. Cho nên là
nó cũng sợ lắm, nhưng mà công ty bắt phải đi làm đó, không đi làm thì công ty không có tiền, cho nên là nó mặc dù là có một người bị bệnh thì nó đã đưa cái người đó đi chữa trị rồi, thì còn lại xét nghiệm ngay lập tức là không bị thì là vẫn cứ phải đi làm bình thường như vậy. Thay việc thấy rằng là cái cách chống dịch nó rất là kém hiệu quả, gọi là không có được gọi là năng suất như ở Việt Nam. Như ở Việt Nam thì chắc chắn nó phải bắt là sau khi xét nghiệm xong cần phải cách ly thêm một thời gian nữa để coi có ai gọi là đang ủ bệnh hay là có sai kết quả xét nghiệm gì hay không đó. Nhưng mà đây không, nó chỉ làm rất là sơ sài, xét nghiệm xong một lần duy nhất đó là nó chọc vào mũi này này, nó lấy cái dịch trong mũi rồi nó đi xét nghiệm, ok cái là ngày mai đi làm lại bình thường, công ty coi như là không có ai bị gì cả. Cho nên là mấy đứa bây giờ cũng cầu trời cầu đất là không có ai bị cả, chứ lỡ mẹ có ai đó mà ủ bệnh mà xét nghiệm sai thì chết. Như ở Việt Nam là nó xét nghiệm mấy lần luôn các bạn, xét nghiệm mấy lần và bắt buộc phải cách ly, khi nào mà cảm giác an toàn rồi người ta mới cho đi làm lại. Đây thì không, như vậy là qua đó ta thấy được là cách chống dịch ở Nhật Bản cũng rất là sơ sài các bạn. Và nói gì chứ thấy việc chỉ ước rằng bây giờ mà mình đang ở Việt Nam thì tuyệt vời biết mấy, bởi vì nó rất là an toàn đó, cảm giác an toàn thế làm cho cái tinh thần của mình cảm giác thoải mái và mình làm cái gì cũng được hết á. Còn bây giờ mà ở Nhật Bản này thì đi làm nhưng mà vất vả nặng nhọc về công việc chưa nói, nhưng mà cứ khi nào rảnh rỗi là cứ suy nghĩ là dịch bệnh rồi là đi ra ngoài cũng khó chịu, cứ đi làm rồi về đâu có dám ra ngoài đâu các bạn, cứ ngồi trong phòng vậy. Rồi là đi làm thì phải đeo khẩu trang mà trời thì nắng nóng các bạn, trời nắng nóng các bạn chỉ cần thở cũng không được nữa, mồ hôi mồ kê mà vẫn phải đeo khẩu trang, mà đeo khẩu trang mà trời nắng nóng làm việc nặng nhọc nữa, nó rất là khó thở và đặc biệt là nó rất là nóng, hơi mình thở ra mà gặp khẩu trang là rất là nóng, nó nóng nực nó thổi vào, nói chung là nó vất vả gấp bội các bạn, nó vất vả lắm luôn. Thì thôi clip này thấy việc chia sẻ với mọi người và cập nhật cho mọi người cái tình hình corona ở Nhật Bản vậy ha. Bây giờ mấy ngày này liên tục luôn là con số là xấp xỉ 1.000 người. Trước đây là cứ có vài trăm người thôi, mà bây giờ là xấp xỉ 1.000 người thế này thì không bao lâu nó sẽ lên tới một con số gọi là khủng khiếp. Ở Việt Nam chỉ có một người bị mà đã xốn xáo như vậy rồi. Đó. Toàn bộ nhà nước là tập trung công tác chống dịch. Còn ở bên này bị nhiều như vậy nhưng mà cái công tác chống dịch rất là hời hợt, rất là yếu kém. Họ tập trung vào kinh tế, họ tập trung vào vấn đề Olympic này kia. Nghĩa là hoãn Olympic là sang năm là liệu có thể tổ chức được hay không, rồi là các cái phương án để mà tổ chức thành công vào năm sau. Còn bây giờ công tác chống dịch thì không có lo lắng gì cả. Không biết sao nữa. Thôi thì Thái Việt sẽ làm clip sau vào. Có cái gì mới Thái Việt sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp. Nhưng mà Thái Việt chúc cho các bạn sẽ học tập tốt và sẽ được sang Nhật Bản sớm. Nhưng mà các bạn phải luôn luôn vui tươi, hạnh phúc. Bởi vì các bạn đang được ở trên cái đất nước Nhật Bản, nơi mà tất cả những người đang sinh sống ở Nhật Bản đây rất là tự hào. Những người Nhật Bản họ biết về Việt Nam như vậy, họ cũng rất là ao ước về điều đó. Họ cảm giác họ khen ngợi Việt Nam, họ bảo là Việt Nam là sugoi, có nghĩa là rất là tuyệt vời, rất là tốt, rất là giỏi. Người Việt Nam rất là giỏi. Đó. Còn họ rất là bi quan về cái đất nước của họ, cho nên các bạn hãy tự hào về đất nước của mình đi ha. Đất nước Việt Nam chúng ta rất là tuyệt vời và Thế Việt cũng cảm thấy hạnh phúc về điều đó vì người thân của mình được bảo vệ. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn một clip sau nha.